Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 địa bàn vẫn tiếp tục diễn biến khó lường trong thời gian tới, việc triển khai có hiệu quả đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là một trong những giải pháp khôi phục tăng trưởng kinh tế được Thành ủy Đà Nẵng xác định cần tập trung triển khai trong năm 2022. Theo đó, thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc thông qua tổ chức các diễn đàn, hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến với các thị trường trọng điểm và các quốc gia đang có chính sách chuyển dịch dòng vốn đầu tư, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Những cái kiến nghị mà thuộc thẩm quyền của Trung ương thì chúng tôi sẽ tổng hợp và báo cáo đề xuất của Trung ương. Còn những cái chính sách, những cái đề xuất mà nó thuộc về trách nhiệm của Ủy ban thành phố thì chúng tôi cũng sẽ xem xét, giải quyết kịp thời. Có mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp sớm vượt qua những khó khăn để mà phục hồi và phát triển. Theo nhận định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, năm 2021, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong khôi phục kinh tế, tuy nhiên thực tiễn cũng làm bộc lộ nhiều vấn đề trong cơ cấu nền kinh tế thành phố. Trong đó, 7 trên 10 chỉ tiêu kinh tế quan trọng sụt giảm. Vấn đề này có phần nguyên nhân chủ quan do công tác thực hiện nhiệm vụ của các sở ngành, quận, huyện và công phải nghiêm túc chấn chỉnh ngay. Việc kiểm điểm đánh giá cán bộ cuối năm nay là phải gắn với kết quả thành tích của đơn vị đó và nhất là việc thực hiện các cái cam kết của các cái cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, chứ không có cái chuyện xê xoa. Năm 2022, được Thành ủy Đà Nẵng xác định chủ đề là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, thành phố sẽ triển khai đồng loạt các nhóm giải pháp, trong đó có các giải pháp về thu hút đầu tư. Đặc biệt, thành phố sẽ rà soát, đánh giá hết kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tiếp tục khơi thông nguồn lực, kêu gọi, thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế trọng điểm.